Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Ô Tô. Và hôm nay thì em sẽ về tiếp một loạt series những chiếc xe 7 chỗ mà giá chỉ có loanh quanh hơn 100 triệu đồng thôi ạ. Dành cho các bác nhá. Vâng, và giá của những chiếc xe này thì nó sẽ rơi vào tầm từ 100 cũng có, 99 triệu cũng có, và loanh quanh đến tầm khoảng 198 triệu. Thì em sẽ giới thiệu cho tất cả các bác những cái mẫu xe đang có mặt tại đây. Trước mặt các bác đang là một chiếc Mitsubishi Jolly đấy, sản xuất năm 2005. Con này bản full số sàn máy 2.0 MPA. Dòng này thì chạy rất là phê luôn, biển 34A11028 nhá. Một chiếc xe màu đen 7 chỗ, gầm cao máy khỏe, la răng đúc, phanh đĩa, điều hòa mát đấy, máy gầm chất và có màn hình. Nhưng mà giá nó chỉ có 130 thôi. Và 130 triệu chiếc xe này các bác nhá. Đấy, giá rất rẻ luôn. Nhiều bác ngất ngây bảo ui sao nó rẻ vậy. Ở đấy em mua rẻ bán rẻ thôi. Đấy. Đấy, vô lăng à, 4 chấu tích hợp túi khí an toàn đầy đủ. Đấy, xe cứng không có lỗi nhá. Nội thất xe thì tươi mới này. Ghế da này. Đấy, ghế da luôn, không phải ghế vải hay là gì nhá. Ghế da rất là cao cấp và ngon. Nói chung là dòng này thì nó một cái dòng xe giá rẻ rồi. Người ta hay gọi là bản này là bản full. Đấy, lốp đèn cột này, lốp treo này. Đấy. Đèn cột lốp treo máy 2.0 MPA 8 lít trên 100 cây nhá. Ăn xăng 8 lít là răng đúc này. Và nói chung là con này thì về là các bác chỉ việc đi thôi. Đấy, giá 130. Giảm giá cho các bác vài triệu nữa cho các bác thoải mái luôn nhá. Đấy, xe đấy còn nguyên á, không là các bác lại bảo là hay là chú báo xe có nhưng không, mà không đấy, xe còn nguyên luôn đi các bác nhá. Biển 34A11028, em ghi rất rõ ràng rồi. Tiếp theo bên này là em có một chiếc Toyota JGL bản đời 2003, máy 1.8 1.8 số sàn nhá. Con này thì là cũng giá rất là rẻ này, chỉ có 155 triệu đồng chiếc xe này thôi. Các bác nào thích thì có thể giảm giá kịch sàn cho các bác. Vâng. Và chiếc xe thì mang biển thủ đô Hà Nội 4 số 29T9329. Những ai mà nhìn biển 4 số này là biết là xe người ta giữ như nào. Ít sang tên, nói chung là xe này thì quá ok rồi. Đấy, la răng 5 chấu, phanh đĩa bánh trước, phanh tăng chống đằng sau. Lớp sơn màu xanh thì rất là đẹp, đèn thì sáng láng nhá và không có lỗi lầm này. Đấy, đèn sáng láng không có lỗi luôn. Nội thất bên trong xe thì tông màu kem pha kết hợp màu nâu, rất là đẹp luôn. Đấy, không có lỗi lầm. Đấy, vô lăng này, đấy, vô lăng 3 chấu này. Còi to, đấy, lăn bánh là 29 vạn. Và con này nói chung là xe thì chất xe thì quá ok rồi. Cái dòng xe của Nhật ấy thì nói chung là kể cả đến 50 vạn thì nó vẫn ngon, vì dòng này nó rất là bền. Đấy, 7 chỗ nhá, gầm cao máy khỏe, gầm bệ thì không có mục mọt, trần này đẹp căng luôn rồi. Đấy, trần đẹp căng luôn. Và tất cả các cái chi tiết của xe thì gần như là vẫn còn nguyên. Đấy, một chiếc xe dây gọi là 2005. Con này thì động 2003. Động cơ máy của chiếc xe là máy 1.8 nhá. 1.8 mức tiêu thụ khoảng tầm 7 lít trên 100 cây ạ. Ăn xăng ít, tiết kiệm, và dòng này rất là lành bền. Có mỗi cái là form nó hơi cũ một chút. Thì cái này thì bác nào ở miền núi, các bác nào ở các cái tỉnh mà các bác chạy dịch vụ ấy, các bác không cần phải quan trọng mẫu mã cầu kỳ ạ, chỉ hơn trăm, hoặc là chạy gia đình ạ, thì các bác cứ chơi em này là ok, máy khô sạch luôn, còn nguyên bản đấy ạ. Vâng. Đấy, giá rất rẻ nhá, 155 triệu đồng. Tiếp theo bên này là ta có một chiếc Toyota JGL 2005, máy xăng 1.8 số sàn. Em này thì giá là 178 triệu đồng. Đấy, form mới, nói chung là đời dây á, thì tất cả các đời thì xem nhau, 2003 đến 2005, chủ yếu chất xe đến giá tiền thôi. Đấy, về phần đèn thì bóng sáng luôn các bác ạ. Đấy, tất cả đồng sơn si cảm xe thì không có lỗi. Và tất cả xe ở bên em thì cam kết cho các bác là không có đâm va tai nạn ngập nước nhá. La răng đúc này, la răng đúc 5 chấu này. Đấy, lốp dép dày căng, sơn si tôn sơn ngon. Và nội thất bên trong thì tông màu xám và kết hợp màu xanh. Đấy, các bác nhìn này, tông màu xám và kết hợp màu xanh rất đẹp. Vô lăng 3 chấu này. Đấy, cần số này, xịn sò. Đấy, táp lô sạch sẽ và không có lỗi này. Trần đây, các bác nhìn trần đây này. Đấy, trần đẹp căng luôn nhá. Vâng, trần đẹp căng, không có lỗi lầm. Đấy, con này thì đã khóa chốt ở đằng trong rồi. Đấy, và cốp sau này. Đấy, dòng này thì nói chung là một cái dòng xe giá rẻ. Vâng, dòng xe 7 chỗ giá rẻ, chủ yếu các bác chở đồ, hoặc là bác nào mà chở hàng hóa đấy ạ, các bác cứ hạ hàng ghế xuống là các bác có thể là chở được đồ rất là nhiều. Con này nó còn rộng hơn cả xe tải nhỏ 5 tạ đấy cơ, thế nên là các bác chở đồ rất là yên tâm luôn. Đấy, nói chung là tầm này thì bên nhà em nó còn rất nhiều xe. Đấy, hoặc là sang bên này, đấy là số sàn đấy các bác nhá, còn số tự động hơn trăm cũng có cơ. Đấy, bên này thì em có một chiếc Toyota Jay rất đẹp, con này thì đẹp căng rồi.
À, ghế đỉ còn nguyên đấy, giá tiền thì hơi căng một chút, 2005, nhưng mà đang bán cái giá của chiếc xe là 198 triệu đồng. Ghế nỉ zin nguyên bản, số má ngon và động cơ máy còn zin, xe cứng, biển 34A10904. Và con này thì là một chiếc dây cũng tương đối là bác chủ có cái giữ. À, nội thất nỉ của nó còn nguyên này. Cái nỉ này chỉ có dòng dây nó mới có nha các bác nhá. Rất là đẹp. Đấy, còn nguyên bản luôn, táp lô lỉ này. Đấy, các bác nhìn ạ, vâng, tất cả các chi tiết của xe là gần như là nguyên bản, không có độ chế gì cả. Đấy các bác nhìn đây, rất đẹp. Đấy, toàn bộ bộ nội thất luôn nhá, trần này. Đấy. Và giá của chiếc xe này thì rất là rẻ. Đấy, 198 triệu đồng. Có bớt cho các bác nhá, nên các bác yên tâm. Nói chung là kiểu gì cũng bớt cho các bác để làm sao cho các bác có một chiếc xe tuyệt vời. Đấy, tiếp theo bên này tránh xe 7 chỗ thì nói chung là nó sẽ phải ăn xăng hơn dòng xe sedan nhỏ hơn một chút, và nó sẽ phải tốn kém hơn một chút, nhưng mà được cái là các bác đi gầm cao máy khỏe đi sướng. Đấy, 7 chỗ đẹp như thế này, xe của Nhật 2000, sản xuất năm 2000 nhá, đăng kiểm thì đến tháng 6 năm 2023. Thế mà em này thì lại đang bán với cái giá rất là rẻ mạt luôn. Em này bên em đang bán với cái giá chỉ 100 lẻ thôi. Nói chung là 100 lẻ, và các bác có thể là giảm giá dưới 100 cũng được. Nói chung là một chiếc xe Parezo V6 với động cơ 3.0, mức tiêu thụ khoảng tầm 12 lít trên 100 cây. Nhưng mà với cái dòng xe này thì nó vượt mọi địa hình luôn, rất là khỏe, gầm cầu sáng láng, lốp dép dày. Và đây là một mẫu xe mà để dành cho những ai mà yêu thích những cái chiếc xe mà hầm hố thể thao. Đấy, Mitsubishi Parezo V6. Đấy, và con này sản xuất năm 2000 nữa các bác nhá. Bên này thì em có một chiếc Mazda Primacy 2003. Con này là một chiếc xe Nhật bản, động cơ 1.8 số tự động. Đấy, rất là ngon, la răng đúc này, phanh đĩa này. À, đã được độ lên đèn bi kết hợp với đèn led phía dưới rồi. Rất là tuyệt vời. Và biển Hải Phòng 15A30840. Một chiếc xe mà giá nó chỉ có 168 triệu đồng ạ. Số tự động nhá. Số tự động nhưng 168 triệu đồng. À, nói chung là các bác nào mà yêu thích những cái dòng xe Nhật Bản thì những cái chiếc xe này đều là những chiếc xe Nhật, đi rất là lành bền, công năng sử dụng tốt. Đấy, 7 chỗ ngồi rộng rãi. Đây là em đang nói đến những chiếc xe 7 chỗ nhá, không nói đến những chiếc xe 4 chỗ với 5 chỗ đâu, 7 chỗ ngồi. Và 7 chỗ ngồi mà giá nó chỉ có hơn 100 triệu đồng ạ. Còn bên này là một chiếc xe hầm hố to cao. Vâng, rất là to cao nhưng mà giá lại rẻ dần mình. Đấy, chỉ có 179 triệu đồng. Các bác đã có một ngay một chiếc xe Isuzu Highlander XM 2000, con này 2003. Đấy, máy dầu, gầm cao, máy khỏe, xe chạy rất là phê. Đấy, có tất cả các cái chức năng đầy đủ, hiện đại. Biển Hải Phòng 15A02397. Vậy em này thì em đang bán với cái giá rất là rẻ đấy. Vâng, thế này là các bác nào mà yêu thì các bác có thể là qua trực tiếp xem xe. Số tự động nhá, con này là 7 chỗ số tự động luôn. Đăng kiểm thì mấy em này thì bên em sẽ bao đăng kiểm cho các bác. Đấy, bao đầy đủ đăng kiểm là hạn mới luôn. Đấy, số tự động này. Nội thất vô lăng 4 chấu tích hợp này, rất đẹp. Đấy, chân nỉ này, chân vải rất là sạch luôn. Và nói chung là xe thì cứng. Đấy, cứng điện 4 cánh đầy đủ. Đấy, giá thì rất là mềm. À, nói chung là bên em thì xe thì còn rất là nhiều nhá. Bác nào mà yêu thích các em nào ấy, thì các bác có thể là qua cửa hàng xem xe trực tiếp và điện thoại đặt hàng. À, bên em sẽ phục vụ đến tận nhà cho các bác. Và có tất cả những cái mẫu xe ở trên đây thì bên em đang báo với giá là chưa đến 200 triệu, chỉ hơn 100 thôi. Rất là rẻ. Nên là các bác nào mà quan tâm thì các bác có thể là điện thoại đặt hàng hoặc là gửi hình chi tiết cho các bác để các bác xem. Đấy, cảm ơn các bác và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chuyên mục là những chiếc xe 4 chỗ giá rẻ, còn đây là 7 chỗ giá rẻ sập sàn để làm sao cho ai cũng có xe để đi. Và các bác chạy những cái con này chạy dịch vụ ấy ạ thì quá ok luôn, vừa tiết kiệm vừa rẻ, mà nói chung là những cái dòng xe Nhật thì nói chung là chả chê được cái gì rồi. Ok, thank you các bác nhá. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.